Diễm và Thiện Trương xin chào mừng quý vị đã trở lại với đài truyền hình Việt Face TV cũng như chương trình The NQ Show được thực hiện bởi hệ thống Kim Hoàng Ngọc Quang và NQ Jewelers. Thưa quý vị, trong chương trình vừa rồi thì chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị những sản phẩm của mẹ rồi, ngày của mẹ rồi, thì hôm nay chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị những sản phẩm nữ trang dành cho mùa cưới. Như chị Diễm đã biết thì mùa hè là bắt đầu vô rất là nhiều người, những cặp đôi họ cưới nhau. Thì trong chương trình này thì chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị là những mẫu mã dành cho mùa cưới thôi quý vị. Dạ vâng, và quý vị cũng đừng quên nhấn nút subscribe cho kênh YouTube của The NQ Show, cũng giống như là theo dõi trang Facebook của chúng tôi, để chúng tôi có thể gửi đến quý vị những thông tin, những cập nhật mới nhất, cũng giống như là quý vị cũng có thể theo dõi những cái sản phẩm mà quý vị đã bỏ qua trong những tập trước chẳng hạn. Dạ vâng, để quý vị không phải chờ lâu, Trúc Diễm xin giới thiệu mẫu sản phẩm đầu tiên. Với mã số 25849 là một đôi bông tai được làm từ vàng 18K và được cẩn 0.43 carat kim cương, bao gồm 86 viên kim cương tròn được kết nối lại với nhau, và giá của đôi bông tai này là 1050 Mỹ kim thưa quý vị. Vâng, đôi bông tai này thật sự ra rất là dễ đeo thưa quý vị. Như quý vị đang thấy Trúc Diễm đang đeo đây thì một bên tai thì nó ôm sát cái trái tai mình vào thì nhìn nó rất là đẹp. Quý vị sẽ không thấy cái khuy của cái đôi bông tai này luôn. Nhìn rất là sang ha chị ha. Và đi đôi với đôi bông tai màu vàng này thì chúng tôi có một mẫu sợi dây chuyền rất là đặc biệt thưa quý vị, với mã số là 28293. Đây là một sợi dây chuyền vàng với tổng cân nặng hộp xoàn là 2 carat 43 thưa quý vị, với 121 viên hộp xoàn tròn, và giá chỉ có là 4500 Mỹ kim mà thôi. Và cái độ dài của sợi dây chuyền này là 16 inch thưa quý vị. Dạ vâng, nếu mà nhìn theo cái thiết kế của cái sợi dây chuyền này thì quý vị cũng có thể thấy là Trúc Diễm đang mặc một cái đầm có cái cổ chữ V, để tạo nên cái điểm nhấn cho cái sợi dây chuyền này tỏa sáng hơn. Và trên cái cổ của Trúc Diễm thì Diễm nghĩ rằng đây cũng là một cái thiết kế mà rất là nhiều chị em phụ nữ có thể vận dụng, không chỉ trong những chiếc đầm dạ tiệc mùa hè, mà quý vị cũng có thể mặc áo dài và đeo cái dây chuyền này và vẫn rất là đẹp, rất là sang trọng ạ. Vâng, và mẫu tiếp theo chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị đó chính là một chiếc nhẫn hộp xoàn thưa quý vị, với mã số là 28308. Đây được làm từ vàng trắng và vàng 18 với tổng cân nặng hộp xoàn là 0.57 carat, với hai hình bông hoa hai bên, một bên đó là hình hoa màu vàng và một bên là hoa màu trắng thưa quý vị, với 41 viên hộp xoàn tròn và giá chỉ có là 1080 Mỹ kim. Dạ vâng, quý vị thân mến, thì Trúc Diễm cũng đang đeo chiếc nhẫn này trên tay, và như quý vị cũng thấy thì chiếc nhẫn này hết sức là dễ thương. Nó có những cái điểm nhấn mà Diễm phải nói là rất là đặc biệt, bởi vì mình đeo thì ít khi nào mình sẽ bị đụng hàng, và hơn nữa thì cái độ tinh tế cũng giống như là cái khả năng mà quý vị khi mà mua và mình có thể mặc rất là nhiều những cái trang phục khác nhau. Đây là một chiếc nhẫn rất đáng để quý vị có thể suy nghĩ và bỏ nó vào bộ sưu tập nữ trang của mình. Và kế tiếp, Trúc Diễm xin phép được giới thiệu một chiếc vòng tay dạng hở, và chiếc vòng tay này với mã số là 28346 được làm từ vàng trắng vàng 18K và được cẩn 1.17 carat kim cương. Cái cân nặng của cái vàng trong cái vòng tay này là 13.3 gram thưa quý vị, và được cẩn 68 viên kim cương tròn và 4 viên kim cương baguette. Giá của cái vòng tay này là 2800 Mỹ kim thưa quý vị. Như quý vị cũng thấy chi tiết trên màn hình, hoặc quý vị cũng có thể nhìn thấy nó, Trúc Diễm đang đeo cái vòng tay này ở trên tay. Đây là tay của Trúc Diễm thì hơi nhỏ thiệt, cho nên là nếu mà chị em phụ nữ nào mua mà nếu mà có muốn có cái cổ tay nhỏ thì cũng có thể là nhờ NQ Jeweler mình có thể cân chỉnh size lại cho quý vị trong tất cả các dịch vụ về nữ trang và đo chỉnh lại nữ trang. Khi quý vị mua trên The NQ Show, chúng tôi sẽ làm điều đó hoàn toàn miễn phí cho quý vị. Và quý vị đừng quên số phone của The NQ Show đó chính là 714-839-8885. Cũng như trong chương trình này, quý vị thấy mẫu nào quý vị thích, quý vị có thể chụp lại màn hình và gửi về cho số phone là 714-260-1343 thưa quý vị. Và The NQ Show cũng như là NQ Jewelers
tọa lạc trên góc đường Brookhurst và Edinger, và hệ thống Kim Hoàng Ngọc Quang chúng tôi đã có 4 chi nhánh trong Thương Xá Phước Lộc Thọ. Quý vị đừng quên ghé vào thăm khi quý vị đến quận Cam nhé. Dạ vâng, và sẵn mà Thiện đang chia sẻ cái thông tin rồi thì Trúc Diễm cũng muốn nói thêm, đó chính là toàn bộ sản phẩm mà chúng tôi giới thiệu trên The NQ Show là cái giá rất là ưu đãi, cái giá hết sức là đặc biệt. Giá thì đã giảm rồi và đã bao gồm thuế luôn rồi và bao gồm ship luôn rồi, cho nên quý vị ở những tiểu bang khác mà khi muốn mua những cái sản phẩm này, hôm nay thì mình chỉ chụp màn hình, mình text về số phone của chúng tôi để chúng tôi tư vấn tận tình cho quý vị. Và tiếp theo Trúc Diễm xin giới thiệu một mẫu sản phẩm, đó là một chiếc nhẫn với mã số 27467, được làm từ vàng trắng 18K và được cấp 0.02 carat kim cương, bao gồm 185 viên kim cương tròn và 54 viên kim cương baguette. Cái cân nặng của chiếc nhẫn này là 10.08 gram và giá của chiếc nhẫn này là 4.300 Mỹ kim. Thiện ơi, nó to quá. Em thấy là chị bị rất là phân tâm khi mà nhìn chiếc nhẫn này. Nhìn hình trên màn hình thôi mà chú Diệm đã chóng mặt rồi thưa quý vị. Với 185 viên hộp sòn tròn và 54 viên hộp sòn baguette, chị đọc, đếm thử coi là bao nhiêu rô, bao nhiêu rô sòn cho nó. Thì đó. Đọc mà bị sốc mà không tin được là nhiều. Nó nhiều. Bằng một lóng tay của chị rồi đó. Và quý vị thấy là chiếc nhẫn này nó rất là to mà giá chỉ có là 4.300 Mỹ kim mà thôi. Với 3 carat là 2 hộp xoàn thưa quý vị, mà hộp xoàn này là hộp xoàn được ghép lại với nhau, mà 3 carat là 2 là rất là nhiều thưa chị. Đó, đây là một sản phẩm mà chúng tôi nói là cái giá này rất là đặc biệt, chỉ có trên The NQ Show chúng tôi mới gửi đến cho quý vị cái giá 4.300 Mỹ kim này thôi. Dạ vâng, và mình đừng quên text về số phone 714-260-1343 để mà có thể sở hữu chiếc nhẫn này cũng giống như những cái sản phẩm mà Trúc Diễm và Thiện Trường vừa mới giới thiệu đến quý vị khán giả. Vâng, và mẫu tiếp theo chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị đó chính là một mặt dây chuyền với mã số là 27464. Thưa quý vị, đây chỉ là cái mặt dây chuyền mà thôi, không bao gồm dây, được làm từ vàng trắng vàng 18 với tổng cân nặng hộp xoàn là 2 carat 54 thưa quý vị, và giá chỉ có là 3.680 Mỹ kim. Trên cái mặt dây chuyền này đó thì được cẩn là 163 viên hộp xoàn tròn và 23 viên hộp xoàn baguette, và cân nặng vàng trên cái mặt dây chuyền này là 7 gram là 7 thưa quý vị. Wow, cũng rất, cái mặt dây chuyền này nhìn hết sức là lớn trên màn hình luôn. Diễm nghĩ đây là một cái điểm nhấn mà sẽ nói là dành cho các quý bà rồi. Đúng thưa chị, từng cánh bông là chúng ta đã thấy nó đã bự rồi, và full xoàn hết luôn, ngay cả trên cái chấu của cái mặt dây chuyền này đạt cũng đã cẩn hộp xoàn luôn thưa mà chị. Mà giá chỉ có 3.680 Mỹ kim thôi. Mà cái số em thấy là cái số này rất là đẹp, là 368 là tài lộc mà phát nữa chị. Chị không có rành cái này hả? Đó, theo nhiều người họ thích về những cái số may mắn đó thì số 3 là tượng trưng cho tài, và số 6 là lộc, và số 8 là phát thưa chị. Và cái giá này rất là đặc biệt cho cái mặt dây chuyền này. Mình vừa sở hữu một cái mặt dây chuyền có giá trị mà nó cũng mang một cái ý nghĩa là tài lộc phát, ý nghĩa hết sức là vâng. Và cái mặt dây chuyền này á, thì rất là đẹp, như Thiện đã thưa với quý vị ở đầu chương trình đó, là những sản phẩm này là hầu như là những sản phẩm đồ cưới, và có một vài món đồ cưới trong đây, thì đây là cũng một mặt dây chuyền mà chúng ta có thể mang với mặc với bộ áo cưới của chúng ta, hoặc là cái bộ áo dài cưới, rất là đẹp thưa chị. Mình gả con của mình đi, mình đeo sợi dây chuyền thì cũng đẹp cho các bà mẹ luôn. Đúng các rồi, bà xui thưa chị. Tôi đâu đeo cũng được mà các bà xui đeo cũng được. Mà em trông chờ nhất là cô dâu Trúc Diễm đeo cái mặt dây chuyền này. Đừng đẩy qua đây nữa. Vâng, tiếp theo Trúc Diễm xin phép được giới thiệu là mã sản phẩm của một chiếc nhẫn với mã số là 28305, là một chiếc nhẫn được làm từ vàng trắng vàng 18K và được cẩn 0.64 carat kim cương, bao gồm là 35 viên kim cương tròn và 12 viên kim cương baguette, với giá là 1.480 Mỹ kim. Như chị Diễm đang đeo đây thì rất là đẹp. Chị thấy thế nào khi mà cứ như những cái viên hộp xoàn baguette nó bắt sáng rất là sáng thưa chị? Cái này là hình gì hả Thiện Trương? Diễm đang nãy giờ đang tưởng tượng nó không. Em nghĩ đó là một chiếc lá hoặc là một cái hoa mà nó chưa nở thưa chị, giống như là một cái búp hoa vậy đó, của một cái hoa loa kèn, nếu mà chị hình dung ra được thấy cái đó. Nhìn rất là đẹp thưa quý vị. Và đi đôi và tiếp theo chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị đó chính là mẫu 28322. Đây là một cặp
bông tai vàng trắng vàng 18 với tổng các hộp xoàn là 0.44 carat thưa quý vị, với 92 viên hộp xoàn tròn. Và đây là hình một cặp bông bướm bướm thưa quý vị, và giá chỉ có là 980 Mỹ Kim cho đôi bông tai này. Dạ vâng, khi mà nói đến những cánh bướm thì chúng ta nghĩ tới mùa xuân, mùa hè, tình yêu. Tại vì khi mà xuân hè đến thì những bông hoa bắt đầu đua nhau chớm nở, tình yêu bắt đầu, và đó là những cánh bướm bay chập chờn, một cái ý nghĩa hết sức là lãng mạn, đúng không quý vị? Và lần đầu tiên mà đó giờ chú Diễm thấy có một trên The NQ Show có một sản phẩm là một cái đôi bông tai hình cánh bướm hết sức là xinh xắn, hết sức là dễ thương, đặc biệt mà các bạn nữ với cái tinh thần trẻ trung sẽ rất là thích cái sản phẩm đôi bông tai này. Và thêm một đôi bông tai với mẫu mã khác với mã số là 28310, được làm từ vàng trắng vàng 18K và được cẩn 1.386 carat kim cương, bao gồm 78 viên kim cương tròn được kết nối lại với nhau tạo thành một cái hình, cái này là cỏ may mắn à? Hoa. Em nghĩ là này là hoa mai đó chị, mà phu xoàng luôn, hoa năm cánh mà phu xoàng luôn. Hoa năm cánh phu xoàng. Và giá của cái đôi bông tai này là 1.800 Mỹ Kim thưa quý vị. Cái này thì chắc chắn là những chị em phụ nữ nào mà mình ở tầm độ tuổi khoảng 24-25 trở lên sẽ thích cái mẫu sản phẩm này. Nếu mà cái cánh bướm thì Diễm nghĩ là khoảng tầm 16-18 mình mua cho các em con gái của mình học đi vào college, university, mình mừng con của mình đậu vào trường mới chẳng hạn, thì cái đôi bông tai, và nhất là trong tháng 5 này là tháng graduation, là tháng tốt nghiệp rất là nhiều. Đúng đó, rồi. Cho nên là những sản phẩm chúng tôi gửi đến cho quý vị rất là hợp lý, rất là hợp lý để quý vị tặng cho những người con của mình. Đó là một món quà tinh thần cũng như là một món quà chúc mừng là đã đạt thành tích. Quý vị. Và mẫu tiếp theo chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị đó chính là mẫu 28275 thưa quý vị. Đây là một chiếc nhẫn xoàn với tổng cái năng hộp xoàn là 0.74 carat, được làm từ vàng trắng vàng 18 và giá chỉ có là 1.380 Mỹ Kim với 51 viên hộp xoàn tròn thưa quý vị. Số phone của hệ thống Kim Hoàng Ngọc Quang cũng như là NQ Show đó chính là 714-839-8885. Trong chương trình này quý vị có thích mẫu nào, quý vị có thể text vào cho số phone là 714-260-1343. Và khi xem chương trình này quý vị đừng quên nhấn nút subscribe cũng như là like cho trang nhà Facebook cũng như YouTube của Ngọc Quang Jewelry thưa quý vị, để cập nhật những chương trình mới hơn trong những tuần tiếp theo thưa quý vị. Dạ vâng, và tiếp theo cho phép Trúc Diễm được giới thiệu sản phẩm là một cái vòng tay với mã số là 28325, được làm từ vàng trắng vàng 18K và được cẩn 1.277 carat kim cương, bao gồm 107 viên kim cương tròn, và cái cân nặng của cái vòng tay này là 8 gram và giá của vòng tay này là 2.600 Mỹ Kim thưa quý vị. Như quý vị cũng thấy thì Trúc Diễm đang đeo cái vòng tay này trên tay, và mình có thể so sánh trên tay của Trúc Diễm cũng giống như là ở trên màn hình nhìn nó khác nhau như thế nào, mình có thể dễ tưởng tượng hơn. Và Trúc Diễm nghĩ rằng nếu mà với các chị em mà được làm phù dâu chẳng hạn, đây là một cái vòng mà mình đeo vô, mình mặc những cái bộ đồ phù dâu cũng hết sức là dễ thương, hoặc là mình đi dự một cái tiệc cưới, hoặc là một cái buổi tiệc mùa hè nào đó, hoặc là mình đeo để mình đi làm thì nó cũng hết sức là đẹp. Dạ vâng, và sản phẩm tiếp theo là một cái pendant hình chiếc túi hết sức dễ thương với mã số là 28253, mặt dây chuyền hình chiếc túi, được làm từ vàng trắng vàng 18K và được cẩn 0.95 carat kim cương, bao gồm 65 viên kim cương tròn và 1 viên kim cương baguette. Giá của cái mặt dây chuyền không bao gồm sợi dây thưa quý vị là 1.500 Mỹ Kim. Mùa này Trúc Diễm thấy rằng là The NQ Show cũng giống như là hệ thống Kim Hoàng Ngọc Quang cũng giống như là NQ Jeweler gửi đến quý vị khán giả những thiết kế hết sức là trẻ trung và rất là thời thượng. Cái sản phẩm này nhìn rất là dễ thương, rất là cưng. Vâng, thưa quý vị, và mẫu tiếp theo chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị đó chính là một đôi bông tai hộp xoàn thưa quý vị, với được làm từ vàng trắng vàng 18 với tổng cái nào hộp xoàn là 0.99 carat thưa quý vị. Và như quý vị đang thấy thì ở giữa nó có hai hộp cushion yellow diamond thưa quý vị, và 136 viên hộp xoàn tròn hai bên thưa quý vị, và giá chỉ có là 2.700 Mỹ Kim cho mẫu 28313 này. Vâng, và những cái thiết kế mà như thế này thì Diễm nghĩ là nó rất là sang trọng,
dành cho những cái dịp đặc biệt, những cái buổi tiệc đặc biệt. Và trong cái mùa lễ hội sắp tới này thì đây là một trong những thiết kế mà Trúc Diễm nghĩ là sẽ được ưa chuộng. Và tiếp theo Trúc Diễm xin phép được giới thiệu một cái mặt dây chuyền với mã số là 28268. Mặt dây chuyền này được làm từ vàng vàng, vàng 18K, được cẩn 0.47 carat kim cương và được kết nối bởi 41 viên kim cương tròn với nhau. Giá của mặt dây chuyền này không bao gồm sợi dây thưa quý vị là 900 Mỹ kim. Và đi đôi với sợi dây chuyền đó là một cặp bông tai vàng vàng thưa quý vị với mã số là 28274. Đây được làm từ vàng 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 18 với tổng cân hộp xoàn là 0.51 carat thưa quý vị với 62 viên hộp xoàn tròn và giá chỉ có là 1150 Mỹ kim thưa quý vị. Và giá tất cả giá chúng tôi gửi đến cho quý vị trên chương trình The NQ Show đã bao gồm luôn thuế và free shipping. Quý vị đừng quên gọi về cho số phone ở số là 714-839-8885 cũng như là text về cho số phone là 714-260-1343 nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi gì cho những sản phẩm trên The NQ Show quý vị nhé. Vâng, và quý vị cũng đừng quên NQ Jeweler được tọa lạc tại địa chỉ là ngay góc đường Edinger và Brokers. Quý vị cũng có thể đến cửa tiệm của chúng tôi để tham khảo hoặc là một trong bốn cửa tiệm của chúng tôi tại Phúc Lộc Thọ thưa quý vị. Và đây cũng là sản phẩm cuối cùng của ngày hôm nay. Xin phép cho Trúc Diễm và Thiện Trương được đi sơ lược lại toàn bộ sản phẩm. Vâng, món đầu tiên đó chính là mẫu 25849. Đây là một cặp bông tai vàng vàng thưa quý vị với giá là 1050 Mỹ kim. Tiếp theo là một sợi dây chuyền với mã số 28293, giá 4500 Mỹ kim. Một chiếc nhẫn với mã số là 28308 với giá là 1080 Mỹ kim. Vòng tay với mã số 28346, giá 2800 Mỹ kim. Một chiếc nhẫn cocktail ring với mã số là 27467 thưa quý vị với giá là 4300 Mỹ kim. Mặt dây chuyền không bao gồm sợi dây với mã số 27464, giá 3680 Mỹ kim. Một chiếc nhẫn xoàn với mã số 28305 với giá là 1480 Mỹ kim. Đôi bông tai hình cánh bướm với mã số 28322, giá 980 Mỹ kim. Đôi bông tai hình hoa năm cánh phu xoàn thưa quý vị với mã số là 28310 với giá là 1800 Mỹ kim. Chiếc nhẫn với mã số 28275, giá 1380 Mỹ kim. Vòng bangle với mã số 28325 với giá là 2600 Mỹ kim. Mặt dây chuyền không bao gồm dây với mã số 28253, giá 1500 Mỹ kim. Đôi bông tai với mã số 28313 với 2 viên cushion yellow diamond ở giữa thưa quý vị với giá là 2700 Mỹ kim. Một mặt dây chuyền khác không bao gồm sợi dây với mã số 28268, giá 900 Mỹ kim. Đôi bông tai vàng vàng thưa quý vị đi kèm với mặt dây chuyền đó chính là mẫu 28274 với giá là 1150 Mỹ kim. Dạ vâng, và đó cũng là sản phẩm cuối cùng của ngày hôm nay. Trúc Diễm và Thiện Trương cảm ơn quý vị khán giả đã dành tình cảm yêu dấu dành cho show của chúng tôi. Chúc quý vị một mùa hè tràn ngập niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại.